Bài số 8, Time Signature. Time Signature có nghĩa là nhịp. Nhịp được đặt ở đầu khu nhạc, phía sau khóa nhạc. Vậy nhịp là gì? Nhịp gồm có hai số, tử số ở trên và mẫu số ở dưới. Số ở trên cho ta biết mỗi một ô nhịp có bao nhiêu nhịp. Số 2 cho ta biết mỗi một ô nhịp có 2 nhịp. Số 3 cho ta biết mỗi một ô nhịp có 3 nhịp. Số 4 cho ta biết mỗi một ô nhạc có 4 nhịp. Số ở dưới cho ta biết giá trị mỗi nhịp là nốt gì. Số 4 thì giá trị của mỗi nhịp là nốt đen. Số 4 giá trị mỗi nhịp là nốt đen. Số 4 giá trị mỗi nhịp là nốt đen. Vậy nhịp 2-4 có nghĩa là mỗi một ô nhịp sẽ có 2 nhịp và giá trị mỗi nhịp là một nốt đen. Nhịp 3-4 có nghĩa là mỗi một ô nhạc sẽ có 3 nhịp và giá trị mỗi nhịp là một nốt đen. Nhịp 4-4 có nghĩa là mỗi một ô nhạc sẽ có 4 nhịp và giá trị mỗi nhịp là một nốt đen. Đây là các ví dụ. Nhịp 2-4, mỗi ô nhịp sẽ có 2 nhịp, giá trị mỗi nhịp là một nốt đen. Nốt trắng có giá trị là 2 nốt đen, đầy đủ ta bật nhịp. 2 nốt đen đã đầy đủ ta bật nhịp. Nhịp 3-4, nốt trắng có giá trị là 2 nốt đen và cộng với 1 nốt đen là 3 nốt đen, đầy đủ ta bật nhịp. 3 nốt đen đã đầy đủ một ô nhịp ta bật nhịp. Nhịp 4-4, nốt tròn có giá trị là 4 nốt đen, đã đầy đủ ta bật nhịp. 2 nốt trắng sẽ có giá trị là 4 nốt đen, đầy đủ ta bật nhịp. 1 nốt trắng và 2 nốt đen cũng có giá trị là 4 nốt đen, đầy đủ ta bật nhịp, hoặc là 4 nốt đen. Đó là về nhịp